The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy Planet xin trân trọng kính chào tất cả quý vị và xin mời quý khán thính giả cùng đến với chương trình The Jimmy Show tuần này. Kính thưa quý vị, chương trình này được phát trên đài truyền hình thì cũng là những ngày đầu năm Tết Việt Nam của chúng ta. Cho nên hôm nay Jimmy mặc áo dài và một người khách cũng sẽ mặc áo dài lên đây để tiếp chuyện với tất cả quý vị và cũng như chia sẻ thêm về những kỷ niệm, về những phong tục ngày Tết của Việt Nam chúng ta. Xin quý vị cùng với Jimmy chào đón nữ ca sĩ Ngọc Minh. Xin chào cô. Ngọc Minh trước hết là xin kính chào quý khán thính giả đang xem chương trình của Jimmy. Và thân ái chào Jimmy, rất là đẹp trai của cô. Cảm ơn mặc cô. Cái áo này trông chững chạc mà trông đúng là xuân đấy. Dạ, cảm ơn cô. Con thì rất thích mặc áo dài gấm mà Việt Nam mình. Mà cái đó Tết mới là truyền thống đó con. Là vì nếu mà có về sau có những cái quần áo bây giờ cô thấy họ mặc nó bị lai, nó pha. Thì nó không còn cái nét dân tộc thuần túy của mình bao nhiêu ngàn năm văn hiến. Đúng rồi cô. Dạ, cô rất là thương vì con là trẻ mà con biết giữ những cái nền nếp văn hóa cổ truyền của ông bà ta bao nhiêu ngàn năm. Đó là cái điều làm sao mà Ngọc Minh phải bò lên cái show này hôm nay. Cảm ơn cô. Hôm nay biết cô cũng cảm cảm tại vì thời tiết đang lạnh đó. Mà cô cũng dành cho con cái buổi nói chuyện này, con quý lắm. Không sao con, cái chuyện mà một cái chương trình của con nó có những cái chủ đề nó rất là hữu ích và giá trị cho giới trẻ, người già cũng như cô thì đương nhiên rồi. Thành đó là cái điều mà phụ với con để làm những chuyện đẹp hơn cho văn hóa là điều cô rất thích. Dạ, cảm ơn cô. Có cái điều này mà chắc một số người đã biết nhưng mà nhiều người chưa biết. Đó là cô Ngọc Minh hình như là không phải là người Việt 100%. Cô là người... cô bố cô là người Thái, Lai Châu. Còn mẹ cô là người con gái Hưng Yên, gái Bắc. Cho nên bố cô với mẹ cô kết hợp thì cô thành ra là hai dòng máu. Cô là Thái Trắng Lai. Thái Trắng Lai. Phải nói là Thái Trắng Lai Việt là vì bố là Thái thì mình là chính hơn phải không? Đúng rồi cô. Vậy thì cô có biết múa xòe, múa của người Thái không? Cô không biết nhưng mà hồi bé tí xíu đó thì cô mỗi khi mà trong làng có... phải vào trong Nam này thì cô mới lớn lên được. Cho nên khi vào trong Nam thì nguyên cái khu Lai Châu đó được chính phủ cho hai cái khu làng gọi là Tùng Nghĩa, gọi là khu Thái Tùng Nghĩa thì cách Đà Lạt mình 30 cây số. Thì cái gọi là khu Thái của cô là khu Thái 1, Thái 2. Thì cứ mỗi mà Tết nhất là có chương trình ném gòn. Những cái bịch nhỏ nhỏ mà thêu đủ các màu xanh đỏ xong rồi đua nam nữ ném cho nhau, rồi múa xòe, múa nón, múa trống, đủ thứ hết mà các ông nhạc công đó là mặc đồ cổ truyền của người Thái rất là đẹp. Mà cái đó là hồi đó chú Hoàng Thí Thơ lên thâu là cô còn bé lắm. Thì cả các cái gì mà gọi cổ truyền nhất của xứ Thái là chú đã thâu vào trong cái chương trình để chú làm tại Maxim đó con. Cho nên con nhìn thấy cái đoàn vũ Maxim đó là nhiều khi có những cái mặc đồ giống người Thái nhưng mà dĩ nhiên chế ra cho nó sexy hơn. Của người Thái cổ truyền là cái váy sa tanh đen dài, cái thắt lưng xanh và cái áo chẽn bằng nút bạc, mà cái nút bạc nó làm hình bướm, con bướm hoặc là hoa mai cài vào với nhau. Cô có một bộ như thế. Khi mỗi một người con gái khi mà đám cưới của mình á, thì bố mẹ chồng sẽ tặng cho mình một bộ đồ đó, một bộ cúc bạc đó và may cho mình một bộ đồ đó như là cái quà cưới của bố mẹ chồng cho. Của người dân tộc Thái á, cô ha. Cái hồi đám cưới cô là cô được bố mẹ tặng cho cái đó, bố mẹ chồng tặng cái đó. Vậy hồi lúc bé ở ngoài Bắc cô có ở Lai Châu hay là cô ở Hà Nội? Không, cô đâu có biết gì. Cô khi là nhà cô là di cư,
À, di cư vào di cư vào Nam. Cô mới 5 6 tuổi thôi, cho nên khi mà cô lớn lên đó thì là bố là trong quân đội, thì bố cứ đổi đi hết chỗ này chỗ khác thì cô cứ theo bố đi thôi, đi lên lúc thì Kon Tum, lúc thì Pleiku, nhưng mà cuối cùng thì bố còn được đổi, bố cô đổi về Đà Lạt. Thì Đà Lạt thì bố cô mới nói thôi xuống dưới khu Thái để mua một miếng đất để làm cái nhà giống như hồi xưa ở bên 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 quê mình á. Thì bố cô là cứ hàng tuần làm, nhưng mà cuối tuần thì chở xe đò, cái xe nhà để cả gia đình xuống, cô bé tí xíu, cô với lại mấy đứa em nhỏ xíu chút chút. Thì bố mẹ thì làm vườn trồng khoai, trồng lúa, rồi trồng sắn, trong tối chiều thì chủ nhật lại lên Đà Lạt để bố phải đi làm. Thành cái đó gọi là khu Thái, là cái quê hương thứ hai của cô, chứ Đà Lạt cô lại không có chỉ có lên để mà thăm để chơi, chứ còn nó ở là cô ở khu Thái nhiều. Khu Thái, vậy hôm nay con mới có thêm thông tin đó là khi di cư là có cái khu dành cho người Thái di cư nữa ở trong Nam, Trong Nam có không có trong Nam cái đó là phía Đà Lạt, phía Đà Lâm Đồng. Lạt á, Lâm Đồng ở dưới là của những người Bắc di cư, đúng còn cái khu từ Thái gọi là Đức Trọng, đã thôn được Thái Đức chọn Trọng thì là của Thái và Thổ, là chính phủ à dành cho cái khu đó cho người thiểu số. Mà những người thiểu số con biết ngày xưa đó là cái hồi mà thời Pháp đó, thì là đa số dân người Thái trắng nó là học ở Lycée Giác Sành, học chương trình Tây. Cho nên là được chính phủ ưu đãi cho một cái nơi phải nói là ở rất là đẹp, rất là thơ mộng. Thành ra cô dù là xa quê hương, sau 75 thì cô ở lại 5 năm, cô vượt biên, cô ở đảo 1 năm rồi cô qua đây, nhưng mà trong đầu óc cô vẫn không bao giờ quên cái dòng suối nhỏ của cái thôn Thái của cô, cái đường từ trên dốc đi xuống, rồi những cái lúc mà Tết nhất thì múa xòe, và con biết không, vui lúc Tết ra là người Thái là chẳng hạn như là tất cả các nhà đều có rượu cần hết, mà rượu cần của Thái phải rượu cần thường đâu đó, thì phải đến là con phải đến, con đến từ nhà mà lão trưởng trước, rồi đến từ từ cái thứ tự theo, mà đến nhà nào con cũng phải uống rượu, con không uống rượu là đổ rượu vào đầu con. Vui lắm, vui lắm, rất là Mà dễ rượu nó thương. có cay như là Không, ngọt cọc, ngọt lắm, rất là ngọt ngọt, lắm. nhưng mà ngọt nó con mới say nhanh, tại vì nó ngọt lịm. Thế rồi là xong là các ông các bà mới lại đeo cho con một cái dây ngũ sắc đủ các chỉ xoắn lại đeo như là một cái lời chúc lành cho con 1 năm được đầy may mắn, là các người lớn tuổi mình đến chúc Tết thì họ đeo cho mình và cho mình một ly rượu, mình phải uống, không uống là đổ vào đầu. Mà cái Tết của người Thái với Tết Việt Nam có trùng ngày không cô hay là khác? Không đúng ngày con, tại vì toàn thể ở ở miền Bắc ngày xưa trước khi di cư mà kể cả miền Nam là Tết của mình giống nhau hết chứ, nhưng mà cái phong tục nó khác nhau, nhưng mà chuẩn bị Tết hay là kiêng cử hay là lễ hội nó đều giống nhau Giống hết, nhau hết. vì đó là mình cũng từ mà con ông cháu cha, con rồng cháu tiên sanh ra, chứ đâu Đúng phải rồi. trên trời rớt xuống đâu, đúng không? À, người Thái trắng của cô với người Thái Lan là có liên hệ gì không hay Không là con, khác? Thái Lan là Thái Lan, mà Thái trắng là Thái trắng, vì cái này là dân tộc thiểu số miền 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 Thượng Du Bắc Việt đó. Còn Thái Lan là họ ở một cái như là cái chung chung đó con, ở cái khu giữa, nhà mình là Việt Miên Lào đó, thì họ ở khúc giữa. Và khi mà cô đi sang Thái, khi sang Lào hát á, thì cái tiếng Thái, tiếng Lào nó hơi giống tiếng Thái Lan, à tiếng Thái của cô, nhưng mà Thái Lan thì hoàn toàn khác. Thì nhưng mà khi cô sang hát ở Thái Lan, thì cô đi công tác với chú Hùng Cường, với chú cái chú gì Châu Đình An Cho mình đó, thì đi hát tất cả các trại tị nạn, thì cô có một cô em chồng là cô Võ Thị Tách, cũng ở khu Thái nhưng mà cô lấy chồng Thái Lan, cô ở bên đó, thì cô mời đến ngồi thì cũng ăn cũng hát cũng nhắc lại kỷ niệm, thì đó là lúc mình mới nói tiếng Thái Lai Châu, còn bên đó cô phải nói theo tiếng Thái Lan, nó khác, nó chết đi, nó không giống nhau, hơi na ná nhưng mà không giống. Hồi nãy trước khi vào chương trình con thấy cô có hát một đoạn cái bài của dân tộc Thái cũng dễ thương lắm, mà bài này rất Cái là bài nó là mờ nòn cái gì cô không nhớ rõ, quen. nhưng mà đại khái như ta da 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 đại khái vậy đó, múa xòe múa nhạc đủ thứ, cái bài đó là bài tiêu chuẩn cho âm nhạc Thái. Đúng rồi, tại con có kỳ cũng có phim Người Cô Đơn của bác Hằng Thị Thơ đó, thì thấy có các cô múa múa hay cái Đó điệu đó. đó. Thank you.
Múa nhưng mà chú Hoàng Thi Thơ chế ra nhiều lắm. Chứ thầy kia thì người Thái họ rất là nhẹ nhàng dẻ, chứ không có sạch sạch có cái nhẹ nhàng. Thành ra con lên Facebook, con vào mấy cái chương trình, nhiều khi họ phết lên những cái họ phết lên những cái dân tộc đó, thì có người Thái trắng múa, múa xòe, múa quạt, múa lồng, đẹp lắm, dịu dàng. Nhưng mà con bài hát hát hoài từ sáng đến tối, để hát bài khác múa không được. Không được. Vậy thì ở miền Thượng Du Bắc Việt là có Thái trắng thì vậy, không biết có Thái đen không cô? Hay là không phải là Thái trắng, Thái đen là cái da đâu, mà là cái màu áo mặc. Thái trắng là mặc cái áo chẽn màu trắng, bạc. Người, không phải người Thái đen, mà Thái đen hoặc là người Thổ, thì họ mặc cái áo chẽn đen. Chẽn đen, và cái nút cũng nút bạc. Và cái khăn cuốn trên đầu họ khác hơn là người Thái trắng. Người Thái trắng không có cuốn khăn trên đầu, chỉ có búi tó rồi cài cái châm lên. Như cài như Diệu Quyên mình á. Tại vì cô rất yêu Diệu Quyên vì hay cài mấy cái đó, là cô nhớ nhà quê của cô đó. Còn người Thái đen và người Thổ đó, họ có như họ cũng búi tó cao xong họ cuốn những khăn dàn dựng con thiếu quấn quất lên. Nhiều màu sắc lắm. Đẹp lắm. Chứ không phải là do màu da. Không. Gọi là tại vì cái sắc phục họ mặc thôi. Dạ vâng, cảm ơn cô thật nhiều với những chia sẻ và những cái thông tin này rất là quý. Và sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ trở lại với quý vị. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ ca sĩ Ngọc Minh. Từ câu phần trước nghe cô chia sẻ về người dân tộc Thái trắng của cô, thì con có thấy trên cái bìa băng thành phố buồn đó, thì thấy cô mặc cái áo của người dân tộc quá đẹp. Cái áo đó thật tình cô đã có mang theo được, cô vượt biên, nhưng mà khi mà cô quay cái chương trình bao nhiêu năm của chú Hoàng Thi Thơ đó, thì cô có đóng cái vai công chúa với lại chú Hoài Bắc, chú Hoài Trung, hình như là cái gì không nhớ là cái gì, nhưng mà một ông dâng nước lên một ông gì đó đại khái, thì cô làm công chúa, hai ông giành nhau. Thì chú Hoàng Thi Thơ rất là cưng, cô nói là anh ơi, em sắp làm cái cuốn Thành Phố Buồn mà em muốn cái áo trắng người Thái mà anh lên quay mà em không có. Anh có đoàn múa thì anh cho em mượn. Thầy chú cho mượn để làm cái bìa đó, y chang như là cái nhưng mà tất cả cái đó cúc là cúc giả hết, làm bằng giấy bạc chứ đâu có phải là cúc bạc thiệt. Đáng lẽ là phải bạc thiệt hả cô? Cúc bạc bằng thiệt đó con, bạc phải bạc chứ không có làm bằng vàng. Mà hệ bình hình bông mai. Bông mai. Giống như là lon của Sĩ Quan. Bông mai hoặc có khi là trái chám. Cái màu chám thì móc vào nhau. Khi mà cô vào trong Sài Gòn cô đi hát, thì vậy thì cô có thường được đi lưu diễn ở Lào không cô? Cái thời gian vậy, sáu mấy bảy mấy? Cái hồi đó cô mới đi hát thì cô được đi trình diễn ở xa nhiều hơn, ở Lào nhiều hơn. Là vì thế này, mỗi một năm á, thì bên Lào họ có mở gọi là hội chợ Thát Luộn. Thì bên mình đã bộ thông tin để có đưa một phái đoàn văn nghệ sang như để mà giao hữu. Có một gian hàng văn nghệ Việt Nam để trưng bày những cái gì mà dân tộc cổ truyền Việt Nam. Thì bên Việt Cộng họ cũng có một cái gian hàng. Rồi Trung Cộng cũng có một gian hàng. Thành ra khi mà đi họp đó, là hồi đó cô đi là nhạc sĩ Nguyễn Hiền làm trưởng đoàn. Thì hồi đó cô bé lắm, thì đi cô đi vào làm trong ban thông tin đó, là cô chưa có đủ tuổi, cô chưa có căn cước làm bằng thẻ khai sinh. Nhưng mà được ưu đãi quen biết thì gửi gấm vào, tại bảo ôi giời, con nhỏ này nó hát hay quá thì cho nó vào để mà cho nó mai mốt làm ca sĩ. Đó, thì chú Nguyễn Hiền mỗi lần mà dẫn phái đoàn đi đó thì điểm danh thì cô là người bé nhất, đọc hết vào đông người xong, con nhỏ Vi Thị Ngọc Minh. Của họ Vi. Họ Vi, Vi bố của họ Vi. Hay là con bé Vi Thị Ngọc Minh, hồi bé lắm. Thì nghe đi là được chú Nguyễn Hiền rất là thương, dìu dắt. Thì sang bên đó đó, thì phải nói rằng là văn nghệ của mình rất, cái gian hàng của mình rất là đông người vào. Mà của cái tụi Việt Cộng chả ai vào hết, nó leo ngoeo, nó chả có cái gì hết. Mà cũng ca hát sùm mà, nhưng mà cái chương trình hay lắm, văn nghệ. Rồi mình có mang cái đoàn đá banh của mình, cái hội tuyển đi sang đá. Mà trời ơi, cô nói con nghe vui lắm. Khi mà Tết đã sang hát hát thì mình ban ngày ấy, thì mình đi theo để cổ võ cái đội đá banh, mà cái tụi Lào nó đá sâu lắm, nó cứ đạp vào cẳng cầu thủ mình, tụi mình la quá. Thế cuối cùng la quá cái tối đến hát tắt tiếng. Thế chú Nguyễn Hiền nói tối nay cấm cửa, không đứa nào bước ra khỏi phòng, đứa nào nhất là con Vi Thiện của mình nó mê đá bóng mà cho nó ra là không cho nó ra. Thành ra cô bị tắt tiếng mấy ngày, bị la cổ la quá. Nhưng mà hồi đó sang rất là vui. Thì sang thì có một cái người Lào họ nấu ăn dễ thương, tức là
tất cả những cái gì ăn đều đổ trong cái giỏ sôi. Thế xong ăn là con không ăn đũa bát, mà gà thì con ướp sả ớt các thứ, con nướng phơ thơm phương phức. Thế xong rồi con mới thò tay vào cái giỏ sôi nhỏ xíu, con nắm nắm sôi xong con xé gà con ăn. Bóc Y chang, y chang như người Thái. Người Thái là ăn vậy, là mỗi mỗi một người ăn là có một cái giỏ, trong thay vì chén thì để mỗi người cái giỏ sôi. Mà sôi có khi sôi trắng, có khi thì sôi nếp cẩm, tức là má chồng của chồng trồng cái tím tím, cái bông tím á, cái lá tím hoặc là gọi là tím á, thì mỗi người bốc không ăn, cá cái gì cũng xé ăn như vậy. À, nhưng mà về sau này thì không còn nữa, tại vì các anh các anh đi học xa về, trời ơi, nghĩa là bố mẹ ăn uống gì kỳ quá, bây giờ cầm đũa cái này khó ăn, có bốc bốc sơ sơ rồi. Nhưng mà sang bên Lào thì cái cách ăn uống và cái nấu nướng họ hơi giống người Thái. Cái truyền thống là ăn là không có dùng đũa gì hết. Tất cả đều gói vào lá sen hoặc là dồn vào trong cái ống nứa đó, nướng xong cái bóc ra thì trời, cả một cái tảng mà ăn không gạo gạo tẻ gạo nếp với con, một cái tảng mà thơm thật thơm cái gạo nếp đó, nó thành cái ống, cứ bẻ từng cái xong chấm với gà hết, ăn ngon lắm. Cá nướng gà Dễ ít thương ăn quá. thịt heo, đói bụng nữa. Mà cái lúc đó cô có thường hay đi qua Lào mỗi năm không, hay là lâu lâu mới đi một lần? Không, mỗi một năm thì được qua một lần, nhưng mà phải thay đổi nghệ sĩ chứ. Cô có qua Lào được 3 lần. Cái hồi đó cô qua cô còn bé lắm. Cô nói con là cô vào hộp ban thông tin đó là cô còn bé, cô mới có 15 16 tuổi chưa có thẻ căn cước. Thì hồi đó các anh như là Thuệ Tân, anh Thanh Việt là anh nào cũng cưng cô lắm, là vì cô còn nhỏ xí, chưa biết cái gì hết, cho nên đi đâu cũng dắt đi theo hội chợ. Hát xong chưa? Vi Thị Ngọc Minh, anh dắt đi mua mua gà, mua xôi, mua đồ cho ăn, rồi mua cho mấy cái giỏ, còn nhớ giỏ đang xinh xinh Đúng đó, đủ màu sắc của người Lào dễ thương lắm. Cô mang về khi mà đi chả còn giữ được cái gì, là vì cất tất cả giữ hết để trong cái phòng khách của cô kỷ rồi. niệm. Cô giữ Ừ, hết. tại mỗi lần đi là đi Pháp hay là đi Mỹ đi gì cô về cô đều giữ lại những cái kỷ niệm, mất hết chả còn gì cả, không Ủa mang được có cái gì hết. Thì đó là những cái bước khởi đầu khi cô bước vào tân nhạc, và cô đi lưu diễn ở Lào rồi cùng với các nghệ sĩ như La Thoại Tân, vân Ôi các ông nổi tiếng lắm, cô vân chả là cái gì hết, vân cô chỉ là con bé Vi Thị Ngọc Minh thôi. Và cái lúc đó thì cô có hát ở phòng trà, cô thường hát phòng trà vào Có buổi chiều chứ, nào trời nhất? ơi, cô ra đời cô rất là may mắn. Thì cô vào trong ban thông tin thì cứ hàng ngày, hồi đó là trong trụ sở Chợ Lớn ở Đồng Khánh đó, cái chỗ khu Đồng Khánh, thì chú Nguyễn Hiền gửi cô vào trong ban văn nghệ, gọi là ban văn nghệ thông tin đó. Thì là chú Châu Kỳ, chú Châu Kỳ là hay vào đó nhất, chú Châu Kỳ với chú Đan Phú vào để mà lựa. Hồi đó có chương trình mà tuyển lựa ca sĩ phát phát live ở trên đài Sài Gòn của mình á, radio đó, cho nên là cứ 3 giờ mà một chủ nhật, tại thứ bảy chủ nhật thì tuyển lựa ca sĩ là hát live. Là các khi mà tuyển lựa ca sĩ thì các ca sĩ được chen và hát một bài như vậy được trả 300, thế còn hát xổ số thì cũng được trả 300, một số kiến thiết quốc gia đó là bạn. Thì chú Đan Phú kêu cô hát xổ số quốc gia, chú Châu Kỳ bảo cô hát chương trình tuyển lựa ca sĩ. Thì các chú nói đúng, hồi đó khởi hát không hay, nhưng mà tại xinh xắn đó con Viên, thì ai cũng muốn nâng đỡ, thì thấy em dễ thương thì cho em dắt em đi hát, tội nghiệp em. Thì khi mà cô hát 2 3 lần như vậy ở xổ số chương trình tuyển lựa ca sĩ, thì chú Đan Phú bảo này, em có muốn đi hát phòng trà không? Bảo rằng hát chứ, thế phòng trà Bồng Lai là anh đang đờn đó. Hồi đó anh không chịu xưng chú nha, anh đang đờn đó. Anh đang đờn đó, rồi là bây giờ lại đến nó đang trống chỗ vào, thì dắt cô vào thì bà chủ chịu ngay, tại xinh quá. Ok rồi cho nó hát, hồi hôm cô ok, được rồi cho bà chủ người Tàu dễ thương lắm cho hát. Hát thì trời ơi, mình nổi tiếng quá trên đâu được hát đúng giờ đúng giấc, cứ ngồi từ sáng đến tối. Khi nào các đại danh ca như là Minh Hiếu hay là Phương Dung hay là Diễm Thúy, những người mà nổi tiếng yến vĩ đó mà tới không kịp á, thì giờ này mỗi người có hát có 2 bài nha, có 15 phút thôi, giờ này trễ rồi, thôi lên lên hát, lên hát để mình lên hát. Mình hát chưa hết bài thôi xuống 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 ca sĩ đi, rồi xuống xuống chào chứ. Thì cái bước đầu mà cơ, thế về sau đến khi mà cô bắt đầu cô hát, người ta thì sau hát ra xong thì chú Võ Đức Tuyết kêu sang hát Olympia. Olympia thì bây giờ là tương đối là khá rồi, đã có tivi các thứ, là người ta bắt đầu nàng cũng được người ta biết đến rồi. Rồi cái chú Huỳnh Anh nó qua hát Văn Cảnh cho anh, kêu sang Văn Cảnh. Văn Cảnh xong rồi tới anh Thiện về ở bên Maxim của chú Hoàng Thi Thơ, mình về hát bên Maxim cho anh.
Thế rồi sang tự do, rồi sang Queen Bee, rồi sang viết cô chạy, rồi sang cái chỗ của anh Nhật Trường là bên cạnh là La Siren, rồi hát Nido Young với chú Trần Trịnh. Ôi cổ đi hát dữ lúc lắm, đó chạy show quá cổ đi trời dữ luôn lắm, hả? mỗi một lần hát có 3 bài thôi, nghĩa là phải nói là 15 ngày là lãnh một đống tiền. Wow, mà đâu có dám xài, tất cả đều đưa cho mẹ giữ gửi về hết. Hay quá. Rồi cái cơ duyên từ đâu mà cô có dịp cô gặp cô Khánh Ly, hai cô làm bạn của nhau? Ấy thì cái vấn đề là cứ đi hát một vòng vậy thì đến khi mà có một hôm á, thì nhưng mà trước đó cô phải nói trở lại dĩ vãng là cô gặp Khánh Ly từ khi Khánh Ly chưa nổi tiếng. Ồ vậy hả? Đó là hồi đó là chú Nhật Ngân làm ban văn nghệ ở trung tâm huấn luyện Quang Trung. Dạ. Thì chú cũng vào những cái nơi tuyên vận mới biết để móc người ra cho nó rẻ tiền. Rồi tuần này là em đi hát nhé, hát Quang Trung nhé. Dạ. 300 nhé. Dạ dạ 300 hay 200 cô không nhớ. Thế xong hôm á thì cô Khánh Ly cũng đi hát, cô Khánh Ly mặc cái áo gấm vàng, gấm nội hóa vàng. Cô thì tương đối là ok hơn, tại vì ở trong ban dân vận rồi, cô Khánh Ly thì như mới Đà Lạt xuống. Thế đi hát thì cô Khánh Ly thì cũng trong khi ngồi để hát thì hút thuốc lá phì phèo. Cô Đức giờ mà con nhỏ này, con nít mà hút thuốc lá quá trời, cô Đức. Thế xong rồi hát xong rồi cũng thường thôi, cũng 2 bài vớ vẩn, cũng chào hỏi xong đi ra. Ra thì hồi đó là chú Nhật Ngân chở tụi này đi bằng cái xe Jeep của nhà binh. Thì khi đi ra đó thì luôn luôn con cảnh trận lại hỏi giấy phép coi những người tân binh đang huấn luyện có trốn ra ngoài không cuối tuần thứ bảy chủ nhật. Thế thì cái vừa đi ngang tới gần để chỗ con cảnh thì có mồng hai ông lính tân binh bỏ ra. Xe ca sĩ phải không ạ? Cho em núp bằng ngồi sau ca sĩ để em đi về nhé, em nhớ mẹ em quá, em nhớ nhà quá, em bị mất quân dịch. Cái cô thì chưa đấy thì chú Ngân leo lên leo lên ngồi sau, thì ca sĩ ngồi trước ngồi sau. Cái đi ra quân cảnh chặn lại nói ca sĩ xe ca sĩ rồi đi cho đi ra. Đi ra cái chạy xe chạy tới Hàng Xanh. Hàng Xanh thì hai chú rồi cảm ơn các chị cho em xuống đây đấy nhà em rồi, em xuống nhà cái xong rồi gãy đầu gãy tay cái gì ấy, không có tiền đi với xe về nhà. Cái bà Khánh Ly đó hát thì mỗi được có 200, bà móc 100 mà đưa ngay cho cậu lính. Này, cầm đi taxi về nhé. Thế là cô cảm tình. Sau đó thì vẫn không gặp nhau. Rồi có một thời gian cô Khánh Ly hát ở Monaco, phòng trà Cao Thắng á. Thì cô cũng đi hát đêm về, cái cô ghé Monaco chơi thì cô Khánh Ly hai đứa lại nói chuyện. Thì sau đó thì cô Khánh Ly bắt đầu nổi tiếng thì cô về làm ở Queen Bee, cô làm phòng trà Khánh Ly phòng lầu 2 đó là take over của chú Ngọc Tránh đấy. Thì cô Khánh Ly là rồi bây giờ là mình về hát với Mai cho vui. Ok, hồi đó tương đối là cô đã lên TV, cô đã đóng phim cũng nhiều thứ lắm rồi. Cô tương đối là cũng ok rồi. Về hát mà cái chương trình của cái phòng trà bà đó cả 1 triệu ca sĩ, ai cũng cứ về hát với Mai cho vui. Mọi người lên đứng hà mà không hát được. Thế là thân nhau. Sau đó rồi là cái năm đó thì là về hát cho Khánh Ly mới có năm đầu thì là năm 71 ạ. Là Tết là cái bộ thông tin mới tổ chức một phái đoàn đi để hát cho tất cả các sĩ quan của mình, không quân và hải quân đi sang thực tập bên này học những kỹ thuật để về trở lại và dạy lại bên trong quân đội mình. Thế là cô trong bộ thông tin là cô được đi. Rồi Khánh Ly thì cũng như một nghệ sĩ được đi. Đó, đại khái thì trong có Khánh Ly cô và cô Ngọc Anh là em gái Khánh Ly. Khánh Ly thì đi cho vui vậy thôi, chứ hát ổng là hai người này là chính. Cái phe đảng mà đưa đi cho vui vậy. Thế rồi là đi sang đó hát là đi khắp nơi, đi hát ở tại New York là cái chỗ mà Liên Hợp Quốc đó. Ông Bùi Diễm hát chỗ ông Biểu Diễm hát ở New York, rồi đi tất cả những cái nơi hải quân không quân mình. Cho tới bây giờ đó, có những người vẫn còn gửi cô những cái email, những cái hình hồi cô đi hát ở đó là có những ông ôm lấy mình xong đội cái nón hải quân cho mình. Rồi có mấy bạn là em gửi hình mà nhà em đang ôm chị này. Tặng dễ thương lắm. Và các chị rất là dễ thương, không ai mà ghen ấy, rất là dễ thương. Mà những người đó bây giờ thì có người còn người mất con, là vì cô không, người đã U70 rồi thì các gửi cho làm sao mà còn trẻ được. Nhưng mà đó là một cái dĩ vãng đẹp. Đúng rồi cô. Địa bản đẹp của cô và cũng như cái tình thân mà cô với cô Khánh Ly có từ những ngày đó. Cô Khánh Ly chơi với nhau, nhưng mà chưa đâu, về sau này những cái gian khổ mà phải nói đời cô thì tươi đẹp hơn cái vấn đề của cô Khánh Ly hơi rắc rối. Cho nên là chia sẻ với nhau nhiều và có những cái điểm rất là hợp nhau cho nên là chơi với nhau bây giờ cũng khoảng bốn mấy gần 50 năm. 50 năm tình cũ. Cảm ơn cô với những chia sẻ này, và sau một vài thông tin thương mại thì hai cô cháu chúng tôi sẽ trở lại với khán giả.
The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với cô Ngọc Minh. À, cô ơi, khán giả nhớ đến cô nhiều nhất với danh hiệu là người yêu của lính. Nhưng mà con tìm hiểu thì con biết là cô không những là người yêu của lính mà còn là con của lính, rồi người em của lính và sau đó là cũng là người vợ lính. Cho nên hôm nay mời cô nói thêm về thân phụ của mình là cũng là trong quân đội. Thì thưa quý vị cũng như là Jimmy là cô lớn lên sinh ra trong thời chiến tranh. Thì hồi đó bố đi lính, thì rồi lấy mẹ cô. Thì đi lính thì là từ cái miền ngược mà về miền xuôi mới gặp mẹ cô là gái Hưng Yên á. Mới làm đám cưới. Đám cưới rồi sinh ra cô thì là cũng xách cô đi tiền đồn này, tiền đồn kia. Ông đi đánh nhau mà không có ở. Thì cô cứ đi lang thang, đi với bố hết đồn lính này, đồn lính kia. Mà cô hồi đó bố cô hình như là trung úy á. Cô nhớ như vậy, cô bé lắm. Lót tót đi. Thế rồi sau đó thì lớn lên trong khung cảnh đó thì cuối cùng mẹ nói thôi bây giờ thì không có đi theo bố nữa, để cho các con ở nhà nó học hành, cứ dắt nó đi hoài nó chả học hành gì cả. Thì tụi cô được ở nhà. Thế đó mẹ cô sanh cô hồi đó là ở bên Hà Nội là chưa có ba thằng em mà về sau thì thiếu sinh quân là sang bên Sài Gòn, bên Nam mới sanh. Thế là cô ở nhà thì bố lâu lâu bố chả có về đâu, mẹ đi thăm thôi chứ không về đánh nhau hoài. Thế sau đó đó thì rồi là các anh của cô đó thì cũng là ở trong quân đội. Thì bố lên quân đội là tự nhiên các anh tự động vào quân đội. Anh cả của cô thì ở trong võ bị quốc gia. Khóa lớn lắm. Anh đi học tập về có mấy tháng anh mất tại bị hành hạ quá. Anh thứ nhì thì ở trong hình như là quân cụ. Anh thứ ba là hải quân. Thì là ba anh. Còn ba đứa em trai của cô đó. Thì là phải nói đây là cô hai dòng. Ba anh cả là con bà cả, còn cô là con bà hai. Ông già có vợ rồi nhưng mà tới đây nói với là chưa có vợ nên cưới mẹ cô. Nhưng cuối cùng khi mà đẻ ra cô mới lòi ra mẹ cả. Con biết các cụ ngày xưa như vậy, đi chinh chiến mà. Thành ra cái dòng bên lớn thì là ba anh cả và một bà gái. Thì bên này cô thì là cô là lớn rồi đẻ ba đứa con trai. Thì ba đứa em của cô đó thì mê lính lắm, thích lính lắm. Mà bố về hưu rồi, về sau một thời gian thì bố về hưu ở Tùng Nghĩa là ở hàng thì tụi nó tự động nó làm đơn nó xin nhập thiếu sinh quân rồi về, nghĩa là giấy tờ về là bố chỉ có ký thôi. Thích đi lính lên như chứ vậy. Không phải bị động. Không không con nhỏ mà con thiếu sinh quân là cái trường mà những tướng nổi tiếng nhất của mình đều xuất thân từ thiếu sinh quân. Như là đại tướng Lê Văn Tị, những đại tướng lớn nhất là đều Cao Văn Viên đều ở thiếu sinh quân ra, con biết không? Cho nên là thiếu sinh quân là một cái trường đào tạo tuyệt vời nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nghĩa là dạy trí dũng đi đủ thứ không biết từ học thức. Tại vì sau khi tốt nghiệp nó cũng như một cái trường trung học, con tốt nghiệp lớp 12 ra, con có quyền đi võ bị Đà Lạt nếu con thích, con có quyền đi Thủ Đức con thích, nếu con có rồi con muốn sang binh chủng nhảy dù, con muốn sang biệt cái gì con có quyền con đi hết sau khi con tròn ở đó. Con nói thì các em của cô thì nó tội nghiệp lắm, là khi mà cái thời gian đó thì là cô bắt đầu là thích đi hát cho lính. Mà không biết tại sao cô mê nhạc lính. Thế cô nghe có thế nó sao cô và người chồng của cô là anh bố con cô đó, thì cứ bảo bây giờ đó, hồi đó làm gì có phone, làm gì chỉ có thư thôi. Thế thì bây giờ thì làm sao để mà nghe, để mà nhớ về nhau mỗi đêm. Thế thì hồi đó có chương trình tiếng nói dạ lan của đài quân đội. Thì cứ buổi tối đó là trên đường mà cô đi làm á, cô sửa soạn đi làm thì là mở cái đài quân đội ra để nghe tiếng nói dạ lan, là nghe những lời các anh gửi tặng người yêu, các chị gửi ra tiền tuyến rồi tặng bản nhạc nhau, hai đứa nghe là cứ nghĩ như là đang gửi cho nhau. Hồi đó gọi thành ra khi mà cô hát cho Eja cuốn mà tình khúc từ chiến trường đó, viết về những lá thơ, thì Việt Dũng hỏi cô rằng cái tình yêu của anh chị nó như thế nào mà nó bền lâu, mà hồi đó làm sao mà giao dịch đâu có cell phone. Mà không, hồi đó anh chị qua chương trình dạ lan và những cái thơ anh gửi về cho chị đó là đầy một vali. Thì anh nói là hồi đó là chưa cưới mới yêu nhau thôi. Thì những cái lá thơ này của anh sẽ làm cái nôi cho con chúng ta khi mà con chúng ta chào đời. Đó là lời anh nói như vậy. Và ông xã chị thì ông xã của cô thì hút thuốc lá khủng khiếp, tại vì ở chiến trường cũng ông đánh nhau lạnh lẽo, ông nào cũng hút thuốc. Mà ông xã của cô hút là
bát tô xanh là cái thuốc nặng ghê gớm, thuốc đen, môi nó động đen thui. Thế xong rồi hồi cô bảo thế bây giờ nếu mà em muốn gửi thơ cho anh thì em phải viết KBC, em mới biết KBC. Ông nói không cần, em cứ đề là KBC bát tô xanh là nó chuyển ngay đến anh. Trong đơn vị anh có mình hát thuốc bát tô, tụi nó hát quân hút quân tới vụ hết. Đó thành nó có là KBC bát tô xanh. Thì khi cô nói cái đó trong Asia đó, cô đi hát bề hát các nơi, hey, KBC bát tô xanh hát bài gì? Vui lắm đó. Cô. Rồi coi như là cả bố cô, các anh cô, các em cô, chồng cô cũng đều là lính hết, thì cô cũng gần như là lính rồi còn gì đúng nữa. Rồi. Là vì lấy lính rồi đi hát cho lính rồi mê lính, mê tất cả những người lính. Tại vì mê là mê cái gì? Mê cái sự hy sinh, cái sự chịu đựng, cái sự dũng cảm, và họ mất cả những cái gì, một tương lai tươi đẹp của một thế hệ, một người trai trẻ mới lên, có thể rời đại học, có thể rời vừa tú tài nhất tôi nhìn đã đi lính. Không phải họ bị động viên, không động viên, chỉ những khốc liệt lắm mới bị, còn hoàn toàn họ tình nguyện họ đi. Con có thấy cô với như cô Thiên Trang có cái tấm hình mà hát hình như cho tiền đồn cho lính phải không hát cô? Hát quân đoàn 1 đó. Wow, yeah. Như sao? Kỳ thì mặc áo dài. Hồi đó có đâu mặc đồ lính đâu, mặc áo dài, đi đâu cũng mặc áo dài. Cô còn có những cái kỳ mà cô vô cái đoàn dân vận đó, đi hát thì nghĩa là cả một cái dàn nhạc to như vậy đó, mà một cái sân khấu to lộ thiên như vậy đó, mà tất cả đều mặc áo dài hết, đứng lên hát những bài như là Cờ Bay trên thành phố Quảng Trị, hay là Việt Nam Việt Nam, hay là Quê Hương Ta Ngạo Nghễ của anh Đức Quang, nghĩa là dưới lính người ta hát vang dậy đấy, thích lắm con đấy. Nghĩa là không, mình cảm thấy như là mình đến để chia sẻ với họ những cái niềm vui của tinh thần chất tình. Mỗi khi các cô đi hát như vậy, các ông còn cực hơn là các cô không đi hát. Là vì các anh tâm sự nói là khi mà phái đoàn văn nghệ sắp ra là phải đi nằm dài đường khắp nơi để an toàn cho phái đoàn xuống. Mà trong thời gian như vậy, anh có nhiều khi con biết không, cô hát như cô hát ở Lai Khê đó là không có an toàn hết. Cô xuống Lai Khê hát thì hát thì hồi là Lai Khê là sư đoàn mà của tướng Vĩ mà mổ bụng tự sát chết. Thì cái đó khủng khiếp lắm, nó pháo kích ngày đêm, với lúc nào cũng tất cả những cái gì cũng đều có một cái hầm để nhảy xuống trên, là để mấy cái lưới như của máy bay nó chạy á, mấy cái lưới sắt, cái lỗ là có cái gì là nhảy xuống dưới, tất cả đều là giao thông hào hết. Thì cái bữa cô cũng đang đứng hát, cũng đang véo von, nếu em không là cái con khỉ người yêu của lính thì nó pháo đến âm một cái vào ngay cái máy chạy điện, nó tối om hết. Mọi người là người ta quen rồi, người ta nhào xuống, cô được cứ đứng chết chân sợ quá chứng á. Kiều đấy, xuống đi trời, Bà Nội này nó bắn bể đầu xuống kéo xuống té cái rồng, mà con dưới sông Hào là toàn là nước, không ngập xuống ụp xuống. Cười quá trời. Nhưng mà sau một lát đây thì hết cái còi hụ xong thì đèn bật sáng lên hát tiếp. Trời. Là đâu có sân khấu này đâu, đứng ngay giữa đứng ở trên nào. Đứng ở trên mấy cái miếng sắt đó, các miếng sắt. Nếu các anh lính thì biết là mấy cái miếng sắt, cô không biết diễn tả sao. Miếng sắt dài để như để lót cho máy bay, cho xe đi, thì có những lỗ đó. Các cô đứng như đó hết. Cái hồi đó hát xong đây đi về thì hát lấy tiền đâu, hát chơi thôi. Thế xong rồi cái ông mà tổ chức chương trình đó, ông là thiếu tá hay không, mà bây giờ cô Ngọc Minh muốn cái gì nói cho em xin cái nón đi, cái nón sắt ạ, nón sắt, vâng anh ký tên, anh ký để sư đoàn năm cái gì để Lai Khê ngày bao nhiêu ngày về. Thì có lẽ cái buồn nhất là cái ngày mà 30 tháng 4 đó. Tại vì cô đi hát đâu cũng được tặng quần áo lính hết. Thì cô giữ mỗi cái để trong nhà, cái nón là cô quý lắm, cô treo phòng khách ấy. Cái mẹ cô khi mà Việt Cộng nó vào, mẹ cô mang hết, đốt hết. Mà cái nón sắt thì bà đập hoài nó không có bể, nó cứng quá. Mà trời chết rồi, con phải đập ngay. Mà cô nhìn mà nước mắt cô cứ rớt xuống, rồi không biết, thấy đau lòng quá. Mà mẹ mình thì sợ, mà bà đập, bà nó méo được cái nón sắt, cứng lắm. Con nói thì chết chứ, phải đập. Tội nghiệp lắm, thầy ạ. Cái nón là đập tan tành, đập rồi bà lấy dao bà cào những chữ sư đoàn năm Lai Khê thì lung tung beng. Thành cái lúc đó là cô nghĩ là hết rồi. Cô không nghĩ chuyện vượt biên. Cô nghĩ đến đây là hết. Thì coi như là tan rã hết rồi. Ông xã cô thì từ miền quân đoàn 1 chưa về kịp. Các em cô Vũng Tàu kẹt đánh nhau không về kịp. Thì cô ở là cô đâu có nỡ nào, cô Khánh Ly nói gì đi vượt biên, cô nói nỡ nào cô đi, cô không bỏ gia đình được. Cô phải ở với mẹ. Mẹ cô từ Đà Lạt, từ khu Thái chạy xuống. Rồi nó đánh trận đường đâu có về được cơ. Mẹ cô cứ nằm chờ đợi chồng và em. Thì mẹ thì cô Khánh Ly bảo cứ tối 29 rồi thôi, bây giờ cái tình hình thế này thì mày ở trên này thì có gì thì đi luôn. Thế thì cô nói không phải đi về với mẹ.
coi thế nào, coi thế nào rồi tính, đâu cũng nghĩ là mất nước, đâu có đúng nghĩ. Rồi. Thế rằng cái đêm 29 là cái đêm nó pháo kích vào Tân Sơn Nhất, nhà cổ ngay ngay đường Trương Minh Ký mà gần nhà thờ Ba Chuông, gần trường, gần cái làng Cha Cả, là pháo kích rung chuyển gần Tân Nhất. Cho nên cái đêm đó pháo kích xong là sáng sau là đi hết á. Cảm ơn cô với những kỷ niệm này. Và sau một vài thông tin thương mại thì nữ ca sĩ Ngọc Minh cùng với Jimmy sẽ trở lại với khán giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ ca sĩ Ngọc Minh. Thưa cô, như lúc phần trước thì cô có chia sẻ là cái giai đoạn 30 tháng 4. Thì con được biết là năm 79-80 thì cô vượt biển qua hải ngoại này. Thì trong cái thời gian vượt biển qua hải ngoại thì có một bài hát gần như là gắn liền với tên tuổi của cô. Đó là bài Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh. Xin cô chia sẻ thêm về cái hoàn cảnh ra đời của bài đó. Thì quý vị cũng như Jimmy biết là sau khi Việt Cộng về đó thì tất cả những nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam bị cấm hát. Thì anh nào cũng đói, nghệ sĩ mà không hát là không có tiền. Thì đứa nào cũng có một tí tiền dành dụm bán hết đồ đạc trong nhà thì ngồi cứ ngồi chờ thôi. Thì một hôm cô đang ngồi, cô có cái xe Toyota 800 thì cô bán đi để mua gạo rồi. Thì cô cái gara trống, cô bắt cái ghế mây nhỏ xíu cô ngồi thì thấy ông Duy Khánh lò mò đến. Nói, mi có đi hát không? Hát mô, đi hát theo tôi. Ok, em bảo bây giờ hát sao anh? Thì đó bây giờ là anh Nhật Ngân, anh Châu Kỳ, chú Vũ Đức Duy lo kịch, Nhật Ngân với lại anh Châu Kỳ thì làm tiền đạo đi lấy bến. Thế còn Quốc Dũng với Nguyễn Anh Chín thì làm ban nhạc. Cô Xuân Dung thì làm kịch, còn em Băng Châu Sơn Ca là trong chương với Thanh Sơn, nhạc sĩ Thanh Sơn là trong trong ban nhạc với anh, trong ca sĩ. Ok, ban Vũ Lưu Bình Hồng. Lưu Bình Hồng đó. Thế xong rồi ok, thế là thôi chứ đi hát mà em đâu biết hát bài gì đâu. Trời ơi, bài của tụi nó em hát không có được. Mà không không, anh lựa những bài mà nó rất hợp em. Như những cái bài cô cũng thèm nhắc ra đây. Nhưng mà nó cũng thanh thang, nó không có gì lắm. Thế là đi hát thì trời ơi, đi hát thì... Có những lúc thì mình đút lót tiền thì nó cho hát. Có những lúc nó không cho hát. Thế là thì có những hôm nó không cho hát ấy, thì buồn quá. Thì Duy Khánh, Nhật Ngân này, Châu Kỳ này, cô đó. Với chú Duy ra ngồi cái quán cóc đầu làng ban đêm, kêu bỏ ra một chút rượu, xé chút khô mực ngồi ăn. Thì ông Ngân ông cầm cái đàn thùng, ông hát thì cô bảo cái bài này hay anh, nhưng mà bài này nghe ghê quá. Cái bài này là tao buồn, tao sáng tác, nhưng mà cái này là nhớ trong bụng chứ không biết ra được. Tao mà thoát được thì tao phổ biến bên kia, chỗ tự do mày thoát được mày phổ biến, ok. Nói ra là tù cả đám. Thế là anh hát giết rồi thuộc lòng, hai anh em hát thầm với nhau. Rồi cuối cùng cô đi được, cô vượt biên đi được. Cô vượt biên đi được thì đi sang cái đảo Pulau Bidong. Thì cô mới nói chú Hoàng Thế Thao là đờn cái bài đó cô hát ra để chú Hoàng Thế Thao viết ra nhạc. Tại vì cô cũng nhớ thôi. Hát viết ra. Thế là cô hát đầu tiên ở trên đảo Pulau Bidong vào 1980. Vào kiểu Thanksgiving là tháng 11 đó. Cô lên đảo tháng 11. Thì cô hát cái bài đó mà trời ơi cả trên. Tại vì có biết cái loa để mà gọi người ta đến tàu. Tàu bao nhiêu tàu đến, bao nhiêu người đến, rồi bao nhiêu người đi, bao nhiêu người chết. Tại khái cái số tàu ghi đó. Thì là xài cái loa của tôi, của cái trạm thông tin đó để hát. Cũng có ban cổ nhạc, ban tên nhạc. Thì cô hát cái bài đó chú Thao đào. Chú Thao đờn mà cô hát mà nước mắt nó cứ ràn rụa ra. Rồi sau đó thì cả trên đảo ai cũng thuộc cái bài đó.
ở trên đảo mỗi khi có người đến thì mình cũng đến để mừng họ là ban văn nghệ hát hỏng vớ vẩn thì là cũng là yêu cầu hát bài anh giải phóng tôi. Thế rồi khi mà họ đi thì cũng hát anh giải phóng tôi, mà người nào cũng có cái máy cassette nhỏ xíu là thâu cái bài của cô mang đi. Thành ra cái bài đó nó nổi tiếng từ khi cô chơi sang Mỹ. Đến khi cô sang Mỹ thì hát ở Palladium trên Hollywood đó, là cái show đó là chồng của Khánh Ly và chú Nam Lộc tổ chức. Thì có cô, có Hoàng Thị Thao, có cô Lệ Thu và có ban Trimmer Duy Quang đẹp. Thì hồi đó, đó dân của mình thích nhảy đầm. Không có cái màn ăn tiệc rồi, chỉ có nghe nhạc nhảy đầm là họ đến thôi. Mua vé rất là đông nghẹt, giả vũ. Thì tất cả mọi người đều nhảy đầm hết, ai hát được nhạc nhảy đầm. Đến khi cô ra thì đầu tiên là cô nói về những cái ngày cô ở lại và tại sao cái bài hát này cô muốn hát hôm nay. Và Ngọc Minh chỉ muốn là chia sẻ với quý vị tâm sự của những người kẹt lại sau 5 năm. Đất nước như thế nào và người miền Nam nghĩ thế nào về cái chuyện được giải phóng. Thế sau đó thì cô hát xong thì mọi người ngập ngồi ngồi, nó cảm hồi lâu không ai nhảy hết. Thì cô về thì cô nói có lẽ có, thì cô cũng còn mệt mỏi lắm. Cô sang mới có mấy tuần, mà tháng 11 cô sang lại coi hát ngay. Hát có 1-2 tuần hát liền, tại họ sang chuẩn bị sang trước hết thì có mình cô sang trễ. Hát là cô nói mệt mỏi thì bà Khánh Lê nói mày làm cuốn thép đi, hồi đó thép chứ đâu có làm anh giải phóng tôi đi. Mà cô đâu dám để tên chữ nhân dân vì chú còn cái cô để là người ở lại. Thành cuốn băng đó đó, cái hình bìa của cô là cô đứng trước cái cửa nhà Dean Whitty, là cái nhà mà cô Khánh Ly làm tờ báo Hồn Việt đó. Thì cô share một cái phòng trong đó, cô với con trai cô. Thì cô đứng trước cái hàng rào đó, chụp cái hình. Thì con không thể tưởng tượng là cái cuốn nó ra bán phải nói là in không kịp. Tại vì tất cả mọi người đều thích cái bài đó từ hồi nào. Mà đa số hồi đó những người mà đi vượt biên ở tàn mát khắp nơi, ở các tiểu bang mình, thì ai ra cuốn cái lò mùa ảo đến nỗi mà bán không kịp, in giết mà in phải nói in, mà hồi đó in ở trên trung tâm sóng nhạc, mà sóng nhạc không phải sóng nhạc của mình. Đúng rồi. Sóng nhạc của người Tàu ấy, của chú Biểu ấy, chỗ in mà chạy lên chạy xuống ở Glendale lấy không kịp, bán không biết bao nhiêu, phải nói nói là làm giàu thì đúng rồi. Thế là cô có tiền, cô đi may quần may áo sắm sửa gửi về cho mẹ cho em đại khái rồi. Thì cô nói thôi bây giờ nếu vậy thì giờ mình phải làm cuốn thứ hai là Người Yêu Của Lính đó. Cuốn thứ hai đó. Thì cô chưa kể chuyện đó là ông Elvis Phương. Cô vẫn trách Elvis Phương là vì anh Nhật Ngân còn kẹt lại thì rất là nguy hiểm. Thì cô đã nói là người ở lại ông thấy hay quá. Ông ở bên Tây, ông sang bên này làm show thôi, ông trở về ông thâu anh giải phóng tôi giải phóng ông, đề là Nhật Ngân. Trời đất ơi. Chú Nhật Ngân bên nó chạy trốn toán loạn, nó trốn khắp nơi là vì nó nghe tên là nó ruồng. Phường khóm con biết nó biết hết. Chú Nhật Ngân mới trời ơi giờ bà hại tôi. Cô nói không, mình không hề nói chuyện đó. Mà ông ấy vừa ông tự động ông sang bên Tây, ông in ông đề Nhật Ngân. Hồi đó con biết không, chú Nhật Ngân gửi nhạc cho cô sau cái bài anh giải phóng tôi. Chú Nhật Ngân gửi bằng cách gì con biết không? Như là bên như là Có Mất Gì Đâu này, những cái bài chú Nhật gửi cho cô nhiều lắm, nhưng mà gửi bằng cách là gửi nốt nhạc sang trước, gửi sang một cái thư thừa. Thế xong chỉ một tháng sau gửi lời qua là chú Thiện mới làm hòa âm cho cô. Mới rap lại. Là cái cuốn của cô là cuốn là Tôi Biết Tôi Sẽ Buồn, là cuốn thứ ba là cô làm nhạc Nhật Ngân nhiều lắm. Toàn nhạc Nhật Ngân. Cuốn đó bài hát đó rất là hay. Tôi biết tôi sẽ buồn. Tôi biết tôi sẽ buồn, mà cái hồi đó là cô Phương Hồng Ngọc thâu ở bên Paris by Night, ở bên Mỹ, ở bên Tây đó. Nhưng mà không đúng tâm trạng vì cô không ở lại, làm sao cô biết cô sẽ buồn được. Cho nên một làn khói trắng nhớ đến quê hương đại khái như vậy. Tôi biết rằng tôi sẽ buồn vì đành lòng rời bỏ quê hương, nhưng tôi vẫn đi. Tôi vẫn đi, đành lòng tôi phải đi vì hai tiếng tự do. Hay lắm. Rất hay. Trời ơi, cái bài đó người hát thật, cái cuốn đêm, cô gọi là Đêm Không Cùng. Đêm trong không đó có bài Huyền Thoại của chú Từ Công Phụng. Buồn rơi giữa đêm dài lẻ loi, sao mình còn đi hoài đi mãi, cho tôi hoang vắng trong đêm dài. Đó là Huyền Thoại, về sau chú mới đổi là Độc Thoại. Độc Thoại. Nhưng mà đó là Huyền Thoại. Nhưng mà cô nhắc đến những cuốn băng nhạc ở hải ngoại mà cô làm, mà không nhắc đến cuốn Xuân Nghệ Sĩ Nhân Dịp Mùa Xuân thì là một thiếu sót vô cùng. Jimmy đang cầm hai cuốn, một cuốn là cassette, một cuốn là CD Xuân Nghệ Sĩ. Cái này thì nói đúng, cái hồi đó là cô nói là bây giờ giữa cô và Khánh Ly thì hai đứa hồi đó là trung tâm Khánh Ly, trung tâm Ngọc Minh. Thì bây giờ mày chọn đi, mày làm Tết hay Noel.
Thì cô nói Tết đi, Tết nhiều bài lính, tao thích. Thế là cô ấy nghe làm Noel, làm cuốn đêm Giáng sinh đó. Đêm hạnh ngộ. Đêm hạnh còn cô thì cô làm cái này. Yeah. Thì cũng đâu có biết đâu, thì cũng thâu vậy thôi. Trời đất ơi, con cô nói thật, hồi đó là đầu tiên mở hội chợ ở Bonsa. Mà nghĩa là cứ bỏ 5.000 cuốn là hết, 5.000 cuốn là 5.000 cuốn là hết, bán mà cháy túi luôn, cháy không còn tiệm nào còn cái băng, cứ gọi có băng chưa băng Ngọc Minh, mà hồi đó không có kiểu có cassette thôi. Yeah, cô phải nói cái này nếu mà nói tính đúng ra là tái bản tới 20 lần. Đúng rồi. Yeah, 20 lần. Mà cho tới bây giờ là bao nhiêu năm rồi nhỉ? Đó là năm 87. 87. Năm đó là năm mẹ cô mất, cô sang Úc. Cô sang Úc hát thì cô nói một tuần là mẹ cô mất thì cô phát hành cuốn băng này. Thành cô nghĩ có thể là bà phù hộ, bán chạy khủng khiếp. Mà trong này có cái bài Xuân này con không về, Duy Quang hát tuyệt vời. Rồi cô Mai Hương hát Xuân, Hợp Mặt, Khánh Ly hát Xuân, nghệ sĩ Anh Khúc. Cô thì hát Mùa Xuân đầu tiên của chú Tuấn Khanh, đại khái như vậy. Thế mà cho tới bây giờ thì bên Việt Nam họ vẫn ái mộ, họ vẫn nhờ bên này mua gửi về là vì họ muốn cuốn băng chính, còn cái này bên Việt Nam họ bán có 5.000 tiền Việt cộng một cái à cậu. Nhưng mà nó đen thui, in mặt cô đen thui băng băng nhép. Mà cuốn này là ai hòa âm cho cô cái cuốn này? Tất cô, tất cả của cô từ đầu đến cuối thì chỉ có một cuốn là Quê Hương Không Trời Kỷ Niệm là chú Trầm Từ Thiên, còn tất cả là chú Lê Văn Thiện hết. Lê Văn Thiện quá hay. Cái cuốn mà cô mê nhất chú Lê Văn Thiện làm gì? Trên Ngọn Tình Sầu của Từ Công Phụng. Con tưởng là cuốn đó là chú Trầm Từ Thiên quá âm. Trên Ngọn Tình Sầu của chú. Quá hay. Chú Trầm Từ Thiên làm một cuốn duy nhất là Quê Hương Không Trời Kỷ Niệm. Mà cuốn nó cũng hay. Con cảm ơn cô thật nhiều hôm nay đến với chương trình của con ngay dịp đầu năm. Hai cô cháu mình cùng mặc áo dài và cùng chia sẻ những điều rất kỷ niệm của cô trong thời gian đi hát. Cảm ơn cô. Cảm ơn Jimmy và Ngọc Minh cũng xin kính chúc tất cả quý vị đang xem chương trình hôm nay. Trước hết chúng ta thật nhiều sức khỏe. Thứ hai là may mắn, thịnh vượng và lúc nào cũng đoàn tụ với những người thương yêu nhất. Xin cảm ơn quý vị và cùng chúc tân xuân. Con thì chúc cô năm mới nhiều sức khỏe và mong rằng sẽ được đón nhận nhiều tác phẩm từ nơi cô, những CD hoặc là những bài hát mới từ nơi cô hát. Riêng với khán giả của chương trình The Jimmy Show, chúng tôi xin chúc quý vị sẽ có một năm nhiều sức khỏe, nhiều bình an trong đời sống cũng như là trong tâm hồn. Xin kính chào tất cả quý vị. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.